Song Gai Tarot xin chào tất cả các bạn. Bây giờ là sáng chủ nhật. Xin chúc các bạn một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ các bạn nhé. Chẳng bài chung của chúng ta hôm nay có chủ đề vì sao họ cư xử với bạn như vậy. Với chủ đề này thì mình nghĩ rằng là nếu chúng ta đang ở trong một mối quan hệ mà chúng ta gặp phải một tình huống khó đỡ trong hoặc kép đi, ngôn ngữ của tuổi teen, một tình huống khó đỡ, một cái sự việc nào đó mà chúng ta cảm thấy bế tắc, chúng ta cả không có cách giải quyết, hoặc một ai đó cư xử với chúng ta mà nó vượt quá những cái bình thường của cái mối quan hệ của con người, mà chúng ta muốn biết là tại sao, chúng ta tìm ra cái bài học đó và tìm hướng giải quyết, thì đó chính là nội dung của trải bài vì sao họ đối xử với bạn như vậy các bạn nhé. Về chọn tụ bài thì hôm nay hơi đặc biệt một chút, đó là tự nhiên mình thấy mấy vật này và mình muốn mang ra để các bạn chọn tụ bài nhé. Trước hết là trà hoa cúc mật, ai thích uống trà thì đây sẽ là tụ bài dành cho bạn, ai thích uống cà phê thì đây sẽ là dành cho bạn. Thực ra thì mình dị ứng với cà phê thì phải, mình đã từng nói rằng cà phê giống như đàn ông, loại ngon có thể làm bạn mất ngủ. Mình thích cái gói cà phê này chỉ vì đơn giản là cái tên của nó, cà phê phố. Mình rất thích uống cà phê ở một phố đông người, có một cái trong một buổi chiều vừa có gió vừa có cái quang cảnh ấm áp bình yên của phố phường trong một cái ngày nghỉ cuối tuần. Thì vì vậy cho nên là mình thích, chỉ vì mình thích chữ phố này, cà phê phố này, mà mình mua cái cà phê này. Nhưng rất ít khi là uống bởi vì mình dị ứng với cà phê, cứ uống nó vào là sẽ mất ngủ. Thứ ba đó là kẹo. Ngọt ngào như vòng tay âu yếm, ai thích cái cảm xúc ngọt ngào của kẹo thì các bạn sẽ chọn cho mình tụ bài này nhá. Mình nhắc lại này, trà hoa cúc mật là tụ bài thứ nhất dành cho những người thích uống trà, cà phê dành cho những người thích uống cà phê, và dành cho ai thích những ngọt ngào như vòng tay âu yếm các bạn nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tụ bài thứ nhất. Bây giờ mình sẽ rồi lại quên. Để chờ mình đi lấy cái ghi mốc thời gian đã các bạn nhé. Chờ mình một tẹo. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chọn trả bài lúc 2:02:42 các bạn nhé. Đó là trả bài thứ nhất 2:02. Trước hết là với cái chủ đề này thì cái cách giải quyết của mình đó là chúng ta sẽ check cái mối năng lượng, mối quan hệ của các bạn, để chúng ta từ đó chúng ta sẽ tìm ra là tại sao họ cư xử với các bạn như vậy, và chúng ta cần phải làm gì nhá. Đây là tụ bài thứ nhất với trà hoa cúc mật. Bị soi bài rồi. 8 xô. Cần ai ở khắp. The War. 6 kiếm. Chapman, Deadman, Temperance, 8 gậy và Queen of Swords. Có một cái điều hơi kỳ lạ ở đây. Với cái chủ đề đó là vì sao họ cư xử với vậy như với bạn như vậy, thì mình nghĩ là có thể là mình sẽ tìm ra một mối quan hệ karmic nào đó để chúng ta tìm hướng giải quyết. Nhưng mà tại cái thời điểm này thì mình thấy rằng đây là một mối quan hệ của tình yêu, một cái tình yêu rất dịu dàng và ngọt ngào ở đây các bạn nhé. Tại sao mình lại nói như vậy? Đây có lá bài của 8 xu. 8 xu vẽ hình của một người đàn ông đang cần mẫn đúc những đồng xu. Đó, các bạn thấy đúng không? Cần mẫn đúc những đồng xu nó biểu tượng cho một người đàn ông đang chăm chỉ tạo dựng một sự nghiệp nào đó. Và cái sự nghiệp mà cái người này muốn hướng tới đó chính là tình yêu. Trong lá bài của Cần Ai ở Khắp các bạn nhá, đó là một tình yêu. Cái tình yêu của Cần Ai ở Khắp nó giống như một cái thứ tình yêu đang khởi đầu, đang vào những ngày tháng rất ngọt ngào, yêu thương say đắm các bạn nhá. Rồi, tiếp theo là The World. Tất cả những sự cố gắng này để đến một cái đích cuối cùng đó chính là The World. Và
cái con đường cái 8 xu và cái 6 kiếm nó chính là cái hành trình mà họ đang đi. Cái hành trình của các bạn, có thể các bạn có một khoảng cách địa lý. Cái lá bài của 8 gậy càng biểu hiện cái điều đó. Và 8 xu nó đang biểu hiện cho sự cần mẫn để các bạn có thể tiến tới bên nhau. Các bạn sẽ có thể tái sinh để các bạn có thể ở bên nhau dịu dàng như thế này. Và mình thấy ở đây có năng lượng của kiếm, của khí thiên bình, bảo bình, song tử và cụ thể là thiên bình các bạn nhé. Nghĩa là nếu như mà khi mình đọc trải bài thì cung hoàng đạo nó cũng không quan trọng đâu, nhưng có những cái trải bài nó hiện rất rõ cái câu chuyện của một cung hoàng đạo nào đó, thì mình thấy rằng cung hoàng đạo này là thiên bình. Và thiên bình ở đây cũng không quan trọng là có phải là cung hoàng đạo thiên bình hay không, mà lá bài này muốn biểu tượng đến một người rất là quyết đoán. Queen of Swords chỉ cái năng lượng của một nữ hoàng, mà nữ hoàng này là một nữ hoàng rất thông minh, logic, quyết đoán. Cái quyết đoán của nàng nó phụ thuộc vào cái việc là nàng dùng trí tuệ của nàng, nàng phán xét, nàng phân tích một vấn đề nào đó, và khi nàng đã quyết định thì không ai có thể cản trở được, và nhất định nàng sẽ giành chiến thắng các bạn nhé. Đó, năng lượng chỉ của Queen of Swords chính là như vậy. Nghĩa là các bạn có phải là thiên bình hay không không quan trọng, mà quan trọng là các bạn đang mang cái năng lượng đó nhé. Rồi. Ở đây thì mình thấy có những cung hoàng đạo như là Chairman đó là bọ cạp này, Temperance đó là bảo bình này, rồi là có cái năng lượng của nước ở đây, ngôn tình và lãng mạn như thế này thì chắc chắn là của Song Ngư rồi. Thì cung hoàng đạo thì nó cũng không quan trọng đâu, mình cũng không muốn nói đến nhiều để các bạn bị phụ thuộc vào nó, thì thỉnh thoảng các bạn nghe cho vui vậy nhá. Rồi bây giờ mình sẽ xem đến cái câu hỏi chính của chúng ta ngày hôm nay, đó là vì sao họ cư xử với bạn như vậy. Chúng ta xin thông điệp của vũ trụ, đó là vì sao họ cư xử với bạn như vậy, họ hành động với bạn như vậy hoặc cư xử với bạn như vậy. Ba gậy, ba xu, cho ở hoan, death, ai ở khắp chết mình. Ở đây có một cái sự tái sinh vô cùng mạnh mẽ, ba kiếm và King of Cup. Ở đây mình với cái lý do, với câu hỏi là vì sao họ cư xử với bạn như vậy, họ làm với bạn như vậy, họ hành động với bạn như vậy. Ở đây có một luật nhân quả được thực thi ở đây các bạn nhé. Mình thấy có một mối quan hệ nhân quả được thực thi ở đây, mà cái khởi đầu, cái điểm, cái nhân của mối nhân quả này chính là ba kiếm. Nghĩa là có một nỗi đau nào đó, một nỗi đau mà các bạn đã từng phải chịu trong quá khứ. Cái nỗi đau ba kiếm, các bạn nhìn thấy một trái tim màu đỏ đang bị ba cái thanh kiếm đâm thấu. Cái sự đau đớn như thế nào thì các bạn hãy dùng nó để cảm nhận. Một trái tim bị ba kiếm, ba thanh kiếm xuyên qua, ở trên là những đám mây và những giọt mưa. Đó, bạn tưởng tượng đi, mình để cái phần tưởng tượng cho các bạn. Và tại sao mình nói đây là một mối quan hệ nhân quả? Cái người đó họ muốn, có thể một là họ là món quà của vũ trụ, họ là một nhân quả của vũ trụ. Mình đã giải thích cái điều nhân quả này rất nhiều, là karma. Karma chính là nhân quả. Nhân quả ở đây chỉ đơn giản đó là nó là kết quả, là hành động, là một cái phản, gọi là một cái, dùng cái từ phản hồi, một cái hành động nào, một cái hành động nào của chúng ta, ví dụ như là thân nghiệp này, khẩu nghiệp này, ý nghiệp này, chúng ta phản ánh cái gì đó thì cuối cùng chúng ta gieo ra cái gì, chúng ta nhận đến cái nhân đó. Và đây chính là nhân quả của bạn. Nhân quả ở đây đó là nhân, là bạn đã từng gặp một cái nỗi đau như thế này, nỗi đau của ba kiếm mà mình vừa phân tích. Và quả ở đây đó chính là những ngọt ngào mà vũ trụ mang lại cho bạn, và cái người này chính là những ngọt ngào đó. Ba gậy ba xu ở đây đó là cái người này. Mình cảm nhận, mình đọc bài không chỉ bằng công thức của lá bài, mình còn đọc bài bằng cả cái linh cảm của mình nữa. Mình có cảm giác như cái người này họ đang có một quyết tâm vô cùng lớn để họ làm, họ gây dựng với bạn. Mình cảm tưởng rằng cái người này họ đã có tất cả mọi thứ rồi, nhưng họ muốn bắt đầu từ đầu với bạn. Có thể cái sự bắt đầu giống như mình vừa mới thấy ở trải bài trước, đó là các bạn có một khoảng cách về địa lý. Vậy thì người này giống như họ quay ngược dòng để họ làm lại từ đầu với bạn, trong lá bài của ba xu, của ba gậy vậy. Và tại cái thời điểm này họ đang giống như là đang tập trung, đang xây dựng này, đang sắp xếp này, đang thu đặt này, các đang thu xếp, đang sắp đặt cái tất cả những gọi là về năng lực, về tài chính, về sự nghiệp, về công việc, để họ bắt đầu kết thúc một cái hành trình cũ, để khởi đầu một cái hành trình mới. Trong cái hành trình mới này
Có ai ấm áp là tình yêu của các bạn. Mình cảm giác cái người này họ muốn mang tình yêu của họ đến cho các bạn, muốn tái sinh lại bạn, muốn bù đắp cho bạn để khởi đầu một cái chặng đường mới. Mà trong chặng đường đó chỉ có tình yêu, chỉ có hạnh phúc thôi. Và họ chính là cái người mang tình yêu và hạnh phúc đến tặng bạn sau tất cả những nỗi đau mà bạn đã phải chịu trong ba kiếm các bạn nhá. Vì sao họ cư xử với bạn như vậy? Một cái lời câu trả lời rất là ngọt ngào. Rồi mình sẽ tiếp một vài bài nữa xem là như thế nào các bạn nhé. Chín gậy, ba xô, mười ly, bốn kiếm, là hai men, bảy xô, chín kiếm, và phe ở sau. Mình có cảm thấy hết cái người này, cái người trong câu chuyện của các bạn ấy, họ cảm nhận được tất cả những đau thương, có thể dùng cái từ đau thương trong lá bài của chín kiếm, cả những nỗi đau, những vất vả, những cái oan khiên bạn phải chịu trong lá bài của chính kiếm này. Và đó, họ cảm nhận tất cả điều đó. Và giống như họ muốn dùng tất cả cái sức lực của các bạn để họ mang cho bạn cái kết của 10 ly. Họ muốn bạn được nghỉ ngơi, bạn được buông tất cả những nỗi đau của chính kiếm này. Bạn sẽ không còn phải chiến đấu nữa. Bạn sẽ không phải băn khoăn suy nghĩ nữa. Bạn chỉ cần có tình yêu thôi. Và đây là cái việc họ làm. Có thể họ đang thu xếp, giống như mình nói, họ đang thu xếp, họ đang sắp đặt để dẫn đến một ngày họ sẽ đến bên cạnh bạn. Và cái kết ở đây, cái nhân là nỗi đau của bạn là những quá khứ bạn phải chịu, và cái quả đó chính là sẽ có một người đàn ông đến sẵn sàng ôm cuộc đời của bạn vào lòng, sẵn sàng xoa vết thương cho bạn, cùng bạn dắt tay bạn đi hết những ngày còn lại. Thì đó chính là người đàn ông này. Đây là món quà của số phận dành cho các bạn nhá. Nên là với câu hỏi là vì sao họ đối xử với bạn như vậy, chỉ vì đơn giản đó là họ yêu bạn. Trước hết có hai vấn đề ở đây với câu hỏi, đó là vì sao họ đối xử với bạn như vậy, họ hành động với bạn như vậy. Một, trước hết là vì tình yêu. Mình thấy người này họ yêu bạn. Cái tình yêu của họ được thể hiện bằng lá bài của cái Nine of Cups. Cái Nine of Cups là một cái tình yêu đang ở cái giai đoạn đầu. Nó rất là ngôn tình, ngọt ngào, say đắm. Họ rất muốn biểu hiện tình yêu. Nó cái năng lượng của cái Nine of Cups chính là như vậy. Nhưng lại có cả King of Cups nữa. King of Cups là một người đàn ông yêu với một tình yêu vô cùng trưởng thành. Đó là một tình yêu mà khi họ yêu các bạn, họ muốn cho các bạn tất cả mọi thứ. Họ muốn các bạn được hạnh phúc, họ muốn các bạn được bình yên. Và chính họ là người mang điều đó đến cho các bạn nhá. Vậy thì ở câu hỏi này, tại sao họ hành động như vậy? Có hai câu hỏi giống như mình vừa phân tích. Và một câu hỏi nữa, họ chính là món quà của vũ trụ, là số phận, là nhân quả bạn sẽ gặp được sau tất cả những nỗi đau. Nhưng bạn đã cố gắng, bạn vươn dậy, bạn đứng lên, bạn thoát ra khỏi nỗi đau đó một cách ngoạn mục. Bạn giống như là một cái người chiến thắng, một chiến binh đã chiến thắng hoàn cảnh một cách xuất sắc, và vũ trụ mang cái phần thưởng đó dành cho các bạn nhá. Đó, cái tụ bài thứ nhất là như vậy. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu ai mới biết đến kênh của Sang, các bạn có thể ủng hộ mình bằng cách đăng ký, để like và comment nhé. Và đây là trải bài chung các bạn ạ, chứ là mỗi người một câu chuyện. Nếu như bạn nào đó tò mò muốn biết câu chuyện của mình như thế nào, kết quả ra sao, thì các bạn có thể liên hệ với mình. Tất cả những cái thông tin của mình đặt ở phần mô tả các bạn nhé, thông tin về Zalo và Facebook. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Bây giờ là câu hỏi thứ hai, bài đề tụ bài số 13, 48. Xin chào các bạn, chọn trả bài số 3, chọn tụ bài số 2 chính là cà phê phố. Với cái câu hỏi, với chủ đề đó là vì sao họ lại hành động với bạn như vậy, vì sao họ lại cư xử với bạn như vậy, thì chúng ta sẽ check cái năng lượng của mối quan hệ này để tìm ra nguyên do và hướng giải quyết các bạn nhé. Rồi, King of Pentacles, the Nine of Cups, bảy gậy, the Devil, và
Ai ở khắp tám kiếm. Hai kiếm. Và Queen of Pentacles. Mình thấy có một cặp đôi King King và Queen of Pentacles ở đây. Một điểm đầu và một điểm cuối. Khi mà nói về năng lượng đất ấy, thì mình thấy có một sự ổn định chắc chắn, chiều sâu, thực tế, có phần thực dụng. Nhưng mà kinh năng lượng của đất là một năng lượng của sự bình yên, ổn định chắc chắn, trung thủy và đã hứa là làm các bạn nhá. Chỉ có điều là cái đặc điểm của cái những người mang năng lượng của đất là họ rất là thực tế, họ thực tế lắm, thực tế, thực dụng, đã nói là làm, đã hứa là sẽ thực hiện. Và nếu như cái con người của chúng ta mà chỉ đơn thuần có một mình năng lượng của đất không thì chúng ta có phần hơi khó tính, kỹ tính và có cái phần cố chấp nữa, cố chấp bảo thủ. Nhưng trên hết ở đây đó là một lòng trung thủy, là một trách nhiệm và là một người còn sống có kế hoạch này, có tầm nhìn này, sắp đặt tất cả mọi thứ trước khi hành động một cách cẩn thận các bạn nhé. Đó chính là cái năng lượng của đất. Ở đây mình thấy có cặp đôi mang năng lượng của Queen of Pentacles và King of Pentacles, và nó cũng biểu hiện rằng các bạn là một cặp đôi nha các bạn nhé. Đó, đây là một câu chuyện của một người là một cặp đôi đấy. Và mình thấy rằng câu chuyện này đang những cái ngày đầu tiên yêu nhau của Khẩn hai ở khác thì các bạn yêu nhau bao nhiêu lâu thì mình chưa biết. Nhưng mà tại sao mình nói là những ngày đầu tiên chỉ vì đơn giản nó rất là ngôn tình, nó lãng mạn, nó say đắm và các bạn muốn dành cho nhau những cử chỉ yêu thương. Các bạn muốn nói cho nhau biết rằng các bạn yêu đối phương, các bạn cần đối phương, các bạn nhớ đối phương rất nhiều các bạn nhá. Ở đây thì mình thấy đây này, câu chuyện này nó cũng đang có chuyện đấy. Nó có chuyện ở chỗ là bảy gậy, có nghĩa là các bạn đang phải hành động một cái gì đó. Để mình có cảm giác như là The Devil ở đây thì nó nằm trong câu chuyện ở đây ấy. Thì mình thấy rằng The Devil nó có mấy cái ý nghĩa như thế này. Mình cảm thấy đây là một mối liên kết mà nó hơi đặc biệt. Nó đặc biệt, nó giống như một mối quan hệ tâm linh kỳ lạ mà các bạn không thể dùng những cái năng lượng của lý trí, của trí tuệ để các bạn cắt đứt nó được. Dù các bạn có những cái khoảng cách nhất định, ví dụ có những cái nó rơi vào bế tắc, có những cái nó rơi vào cái việc mà các bạn phải hoang mang, phải cân nhắc, phải cố gắng rất nhiều để có được nó. Nhưng mình thấy rằng nếu như, nhất là những người mang năng lượng của đất là những người rất thật thực tế. Những người mang năng lượng của đất là những người họ luôn có một tư tưởng là làm cái gì phải chắc chắn, phải có kết quả, phải thành công thì họ mới làm, không bao giờ họ mất thời gian trong những việc vô bổ. Nhưng cuối cùng họ thấy xa xôi là vậy, họ thấy bế tắc là vậy, nhưng cuối cùng cái tình yêu này nó vẫn cứ nằm sâu sâu trong lòng các bạn. Nó giống như một kiểu mối tình của định mệnh, của một cái gì đó các bạn không thể dứt ra được. Và đây hai bạn đang ở hai đầu với tất cả những cái năng lượng mà mình vừa mới phân tích các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ xem cái câu hỏi đó là vì sao họ cư xử với bạn như vậy. Đến câu hỏi chính của chúng ta nhé. Vì sao họ cư xử với bạn như vậy, hoặc là vì sao họ hành động như vậy? Trong lá bài của bốn cấp này, ba gậy, Temperance, Temperance Hierophant, ba kiếm, tám kiếm và năm cấp. Ở đây có một câu chuyện mà khi mình nhìn vào bài, mình thấy có một cái sự cảm động. Các bạn biết vì sao mà cảm động không? Mình thấy người này họ suy nghĩ về bạn rất là nhiều. Vì sao họ cư xử với bạn như vậy? Vì sao họ đối xử với bạn như vậy? Họ suy nghĩ rất nhiều các bạn ạ. Trong lá bài của bốn cốc, họ suy nghĩ về cái gì các bạn biết không? Họ suy nghĩ về ba kiếm của bạn, tám kiếm của bạn, năm cốc của bạn. Có nghĩa là trước đây họ đã, các bạn đã từng trải qua, giống như mình phân tích từ đầu rồi, các bạn đã từng trải qua năng lượng của ba kiếm. Có một cái gì đó đã làm bạn rất đau, bạn đau vô cùng, nhưng mà nó vẫn cứ cuốn lấy các bạn. Trong lá bài của tám kiếm, đau lắm rồi nhưng vẫn không thể nào dứt ra được. Và bạn đôi khi đến tận tại cái thời điểm này, bạn vẫn phải giống như mang cái năng lượng của năm cốc ấy. Nó biểu hiện như bạn vẫn cứ phải chịu cái tác động của nó. Bạn buồn, bạn cảm giác có một cái sự buồn
đau khổ, thậm chí là bất lực ở đây các bạn nhé. Và cái người này họ suy nghĩ về bạn rất là nhiều, họ suy nghĩ về bạn nhiều lắm. Trong lá bài của bốn cốc, họ giống như là cái lá bài ba gậy, mình tưởng tượng đến hình ảnh của một người đàn ông, họ đang suy nghĩ xem họ nên làm thế nào, họ nên làm thế nào để họ có thể giúp các bạn trong hoàn cảnh này. Trong lá bài của Tempero và Tempered các bạn nhé, các bạn thấy này, Tempero và Tempered này nó vốn là một cặp vợ chồng nhá, đây là đại diện cho ông bố và bà mẹ ở trong Tarot. Nó vừa là hoàng đế, vừa là nữ vương, vừa là ông bố, vừa là bà mẹ, và giữa hai người có một năng lượng của tâm linh của The Hierophant. Nghĩa là khi hai người gặp nhau, nó giống như một sự kết nối tâm linh vậy. Hai người có một cái sự thấu hiểu, có thể là hai người hay nói về tâm linh, có một sự thấu hiểu ở đây, có một niềm tin tôn giáo ở đây, và có cái sự trao đổi rất nhiều về một cái vấn đề nào đó. Và họ rất muốn dùng cái năng lượng này để họ giải thích, họ cứu các bạn, họ giúp các bạn đi ra khỏi cái hoàn cảnh này các bạn nhé. Và đây thì mình nghĩ Tempero và Temperate đây có thể là bạn và họ. Như là họ hiểu rằng bạn và họ mang cái năng lượng của một cái định phận là vợ là chồng, hoặc là các bạn, hoặc là họ là cái người ở ngoài cuộc mà họ đang muốn tư vấn cho các bạn trong câu chuyện vợ chồng của các bạn. Vợ chồng ở đây có thể là vợ chồng hiện tại, có thể là vợ chồng trong quá khứ. Các bạn phải hiểu thế này này, có những người mà cho đến tận bây giờ mình có biết một cô á, cô ấy tất cả là phải đến 20 năm rồi, nghĩa là cái chồng cũ của cô ấy thì đã lấy người khác, cô ấy thì không lấy ai cả, nhưng mà họ thì không hề, họ chưa ly hôn. Nghĩa là đôi khi đến mức mà họ chả quan trọng cái việc ly hôn hay không nữa, bởi vì người ta không còn duyên, người ta cũng chả thèm để ý đến cái việc là, mình xin lỗi mình không dùng cái từ thèm nhá, đó nghĩa là người ta cũng không để ý đến cái đối phương như thế nào nữa. Nhưng mà phải đúng là sử dụng cái từ nó hơi thô một chút, là từ thèm nó mới đúng hết được, không thèm để ý đến đối phương nữa nó mới đúng hết, đó là anh ta lấy vợ sống ra sao, hạnh phúc ra sao, sống chết thế nào họ không quan tâm, mặc dù họ chưa hề ly hôn. Nhưng có những người ly hôn rồi thì vẫn cứ giày vò nhau như vậy. Cho nên là cái người này, mình thấy cái năng lượng này, người này họ yêu bạn, và có thể bạn đã ly hôn rồi, nhưng mà cái năng lượng của cái cuộc ly hôn đó vẫn cứ tồn tại ở trong lòng, ở trong các bạn. Nghĩa là bạn vẫn bị đối phương quấy nhiễu, bạn vẫn bị đối phương làm phiền, và họ rất muốn dùng một cái, nhưng mà họ rất muốn nói với bạn nhiều điều để làm sao bạn có thể quên được cái chuyện tình cảm đó, họ có thể giúp bạn đi qua được cái rắc rối này. Thì mình thấy cái năng lượng là như vậy các bạn nhá. Rồi, hoặc là thông điệp của vũ trụ muốn nói cho các bạn biết. Câu hỏi thì vẫn là câu hỏi đó, vì sao họ cư xử với bạn như vậy, hoặc là vũ trụ thay cái lời một người nào yêu các bạn đó để muốn nói với các bạn cái điều này. Mình thấy ở cái đại bài này nó giống như cái lời nói, cái lời nhắn gửi của cái người đó, của cái người trong cái câu chuyện mà bạn nghĩ đến ấy. Họ không chỉ là người yêu, bởi vì mình thấy rõ ràng có cần ai học khác ở đây, mà họ còn giống như là một người thầy. Họ có một cái khát vọng, đó là họ dẫn bạn ra khỏi cái năng lượng này. Họ giống như thể là người ta nhìn thấy bạn đau khổ, người ta nhìn thấy bạn theo kiểu là gặp một cái cảnh trái ngang ấy, người ta cảm thấy rất thương các bạn, và người ta muốn giúp các bạn đi ra khỏi cái mối quan hệ này các bạn nhé. Đó, mình thấy cái năng lượng là như vậy. Họ muốn nói, mình cảm thấy họ muốn nói với các bạn như thế này này. Và ở đây có thể lời họ nói cũng giống với thông điệp của vũ trụ dành cho cái mối quan hệ này. Đó là mối quan hệ này đã kết thúc rồi, bạn nhớ cho mình nhá. Chứ những ai mà cứ mang tư tưởng của Phật giáo ấy, của nhà Phật ấy, mà thực ra thì mình nghĩ là cái tư tưởng của nhà Phật không sai. Nhưng mà chúng ta sau này chúng ta nghe những cái bài viết hoặc là những lời thuyết giáo của những người sau này thì chúng ta đã hiểu nhầm nó đi. Đấy, vậy thì ở đây các bạn phải nhớ là The War đã kết thúc rồi, chứ là đừng bao giờ nghe những cái bài giảng ở trên mạng. Mình cứ thấy rằng là mọi người nói rằng là gì nhỉ, khi nào phải chúng ta không, nghĩa là chúng ta chia tay mà chúng ta không có một cái cảm giác nuối tiếc nào, chúng ta không cảm thấy đau khổ, thì đó mới là lúc nhân quả kết thúc. Không phải như vậy, ví dụ như bạn, nhưng mà chồng của bạn, anh ta vẫn cứ bám theo bạn, thì đó không thể gọi là bạn chưa hết duyên được. Bản thân bạn đã không còn sống với anh ta đã là hết duyên rồi. Còn cái việc mà anh ta bám theo bạn thì bạn phải hiểu thế này, trong những ngày tháng mà sống bên nhau, khi bạn làm vợ làm chồng của người đó, mà bạn đã sống rất là tuyệt vời, và đến khi mất bạn đi thì họ hối hận, họ dằn vặt, họ cảm thấy nuối tiếc, và họ tìm mọi cách để họ kéo các bạn lại. Đó là thứ nhất. Thứ hai, khi bạn gặp phải những người mà có tính cách đố kỵ và cái tính cách thích trả đũa, thích trả thù, thì khi họ rời khỏi bạn thì họ hậm hực và họ làm khổ các bạn, họ giống như là họ trả đũa, họ làm sao để cho bõ tức khi mà thấy các bạn đã rời khỏi họ và sống một cách vui vẻ đó. Nên nó phụ thuộc vào tính cách
của người đó chứ không phải là nhân quả ở đây các bạn nhá. Đó các bạn phải nhớ cho mình và nhớ này, những ai đang ở trong cái mối quan hệ này mà gặp cái lá bài của đứa, sự kết thúc toàn bộ, dù là duyên nợ hay là dù cái gì thì mọi thứ cũng đã kết thúc rồi các bạn nhá. Và đấy, lúc bạn khởi đầu trong lá bài ba gậy rồi, bạn thấy hình ảnh của một người đàn ông đang cắm những cây gậy xuống và nhìn ra phía trước để xem ta còn cần gì nữa không. Bạn nhìn thấy lá bài tám xu chưa, hình ảnh một người đàn ông đang cần mẫn đúc cái đồng xu xây dựng cho cuộc sống hiện tại của mình chưa. Bạn thấy King of Swords của một ông vua kiếm rất lý trí, rất lạnh lùng, rất mạnh mẽ, quyết đoán, biết mình muốn gì, hiểu mình muốn gì. Và ở đây thông điệp nhấn mạnh rằng 10 kiếm đã lúc kết thúc rồi, bạn phải rời đi khỏi cái 10 kiếm này rồi, bạn phải bắt đầu xây dựng lại từ đầu trong lá bài Queen of Pentacles rồi. Queen of Pentacles là cái gì đó dung dưỡng, nuôi dưỡng và phát triển. Và cái bạn cần phát triển sau nhất đó chính là sau cái sự sụp đổ này, sau cái sự đổ vỡ của một cuộc hôn nhân nào đó, một mối tình nào đó, đã lúc bạn phải xây dựng nó lại rồi. Đó, thông điệp chính là như vậy các bạn nhá. Thông điệp chính là như thế. Cho nên là nếu như các bạn chia tay một ai đó mà cứ bị họ bán theo, họ giày vò thì đừng bao giờ nghĩ đó là họ giữa bạn và họ chưa hết duyên, đã hết rồi, the world đã kết thúc rồi các bạn nhé. Và nếu như các bạn không vẫn còn lằng nhằng trong cái mối quan hệ đó thì nghĩa là bạn chưa thể đủ dũng cảm để bạn dứt ra. Ví dụ như là giữa hai người có con cái chẳng hạn, đúng không, chúng ta thương con, chúng ta vì bị họ lợi dụng đứa con để họ hành hạ chúng ta. Vậy thì bài học ở đây đó là chúng ta cần phải mạnh mẽ, đúng không. Ví dụ như là các bạn cứ nghĩ tưởng tượng là chúng ta vẫn thương con, cái thương con không bao giờ có tội, nhưng mà chúng ta không bị phụ thuộc vào họ, nghĩa là những lời họ nói, những cái việc họ làm nó không còn tác động đến chúng ta nữa. Nghĩa là thực ra họ đến đây thì mình hiểu một điều, họ chính là một đối tượng giúp các bạn trưởng thành. Ở đây mình thấy có những người làm việc tâm linh cho lá bài Four of Wands ở đây các bạn nhá. Lá bài của Four of Wands là gì? Nó là một mối liên kết. Bản thân các bạn khi các bạn mang cái lá bài này và đi theo với The Moon nữa thì các bạn có một sứ mệnh tâm linh. Và sứ mệnh tâm linh ở đây, tất cả những người đi qua cuộc đời của các bạn, xuất hiện ở cuộc đời các bạn đều mang một cái sứ mệnh, đó chính là sự trưởng thành và mặt linh hồn cho các bạn. Cho nên là khi mà các bạn còn bị đối phương tác động, nghĩa là cái người cũ trong một mối liên kết cũ của các bạn ấy mà các bạn không dứt ra được, thì điều vũ trụ muốn nói ở đây đó là họ xuất hiện để tiếp tục sao đấy ạ, tiếp tục rèn giũa cho các bạn, tiếp tục cắt gọt đẽo gọt cho các bạn để các bạn trở thành một linh hồn trưởng thành hơn các bạn nhá. Đó, cái điều mà mình thấy ở đây là vậy. Vì sao họ cư xử với bạn như vậy? Thì họ ở đây ban đầu thì mình thấy đây này, đến đây thì mình hiểu một điều, cái người ban đầu cái ở đây không phải là một người khác nữa, mà chỉ là một người thôi chứ không phải là hai người. Có một người là trước đây họ đã từng yêu các bạn, họ đã từng là vợ, là chồng của các bạn. Sau đó thì hai người xảy ra một cái sự đổ vỡ nào đó. Và bây giờ họ vẫn cứ có một cái năng lượng đó là họ bám theo các bạn, đúng không? Họ bị ảnh hưởng đến các bạn. Ở đây con lá bài của The High Priestess là Song Ngư, The Moon là Song Ngư, bốn gậy là một mối quan hệ tâm linh. Chỉ cần ba cái lá bài này thôi đã biểu hiện cái sứ mệnh của các bạn ở đây là gì rồi. Thứ hai, bài thiết thực là nói đến một cái nhân vật có một cái trực giác khá là cao, họ có thể làm việc tâm linh hoặc sứ mệnh của họ. Ba cái lá bài này nếu biểu hiện rằng các bạn, sứ mệnh của các bạn là tâm linh, các bạn phải làm việc tâm linh, các bạn thực thi tâm linh. Còn nếu như ai chưa làm việc tâm linh thì các bạn cũng có cái năng lượng đó ở trong người, các bạn cũng có trực giác và các bạn cũng hướng tới tâm linh. Và sứ mệnh của các bạn ở đây đó là một cái mối quan hệ nào đó đang xảy ra ở đây đều nhằm một mục đích phục vụ cho các bạn phát triển cái con đường này. Từ đầu thì khi mình mới xem, mình thấy một cái tình yêu ngọt ngào thì mình thấy rằng là mình nghĩ là nó là một mối quan hệ hiện tại, nhưng không, đến đây thì mình hiểu rằng đó là một mối quan hệ trong quá khứ. Trước đây đã có một người yêu bạn, có thể là các bạn đã định hướng đến là vợ chồng, đó là bài của Temperance và Temperance. Nhưng mình nghĩ với hai cái lá bài này thì các bạn đã từng là vợ chồng, nhưng sau đó có sự chia cắt ở đấy, có sự đổ vỡ trong là lá bài The Tower chia cắt. Thì sau khi chia cắt thì họ vẫn cứ, như là cái năng lượng của họ vẫn cứ bám theo bạn, vẫn bạn không thể nào dứt bỏ ra được. Vậy thì câu trả lời ở đây vì sao họ cư xử với bạn như vậy thì đừng nghĩ rằng là duyên phận chưa hết, giống như là quan điểm của đạo Phật nhá, mà đơn giản đó là bạn mang sứ mệnh tâm linh đó, bạn cần những người đi qua cuộc đời của các bạn ấy đều vừa gọt giũa các bạn,
để cho các bạn trưởng thành lên đấy. Và ở đây thì mình thấy hai năng lượng, có thể là hai câu chuyện khác nhau. Có một năng lượng đó là có một người nào đó yêu bạn, họ chứng kiến cái việc này, họ rất là thương các bạn và họ muốn cho các bạn biết cái thông điệp mà mình đang nói. Hai, đó là một câu chuyện cụ thể, các bạn gặp cái người mà đang yêu các bạn muốn giúp các bạn ra. Một câu chuyện cụ thể là người chồng, người cũ của các bạn đó, mặc dù đã chia tay rồi nhưng mà vẫn cứ tác động đến các bạn, tác động tiêu cực đến các bạn. Vậy thì mình đã tìm ra nguyên văn, nguyên do, đó chính là họ thực hiện cái sứ mệnh của vũ trụ tiếp tục rèn giũa các bạn trên con đường phát triển tâm linh này. Vậy thì ở đây đến khi nào mà bạn không bị họ tác động nữa, hoặc là họ vẫn tác động nhưng họ thực ra là họ vẫn tác động nhưng bạn không bị tác động nữa, nghĩa là họ nói gì, họ làm gì, bạn vẫn cảm thấy bình yên, bạn lý giải tất cả mọi điều, bạn cảm thấy bình yên, bạn không bị tác động, bạn hiểu được tất cả mọi lý lẽ và bạn tha thứ họ với tất cả một cái tình yêu vô điều kiện. Tình yêu ở đây không phải là tình yêu nam nữ hay tình yêu vợ chồng nữa, mà nó đơn giản đó là giống như là bạn với một tình yêu thế giới, tình yêu bao la, rằng bạn có thể tha thứ tất cả mọi thứ cho những cái cư xử không tốt của họ, những cái lời nói không tốt của họ, thì lúc đó cái con đường tâm linh của bạn mới đạt đến sự hoàn thiện các bạn nhá. Đó, với câu hỏi đó là vì sao họ cư xử như vậy thì mình đã tìm ra câu trả lời. Bon bè mẹ đang làm việc. À, xin lỗi các bạn nhé. Đây bây giờ thì mình nói lại một lần nữa bởi vì cái trả bài nó hơi phức tạp. Từ đầu cho đến cuối thì mãi bây giờ mình mới nhìn thấy hai câu chuyện. Có một câu chuyện như thế này, các bạn yêu một người, nghĩa là các bạn giống như là mình cảm thấy các bạn đã ly hôn rồi và các bạn yêu một người, và cái người yêu các bạn là người có năng lực tâm linh đó. Giữa các bạn và họ luôn có hai, giống như là hai người mình thấy có cái sự trao đổi mặt tâm linh, và cái người đó họ rất thương các bạn và họ rất muốn nói với các bạn là tất cả mọi thứ đã qua rồi. Họ nói giống như mình vừa phân tích, hai, đây là một câu chuyện cụ thể của các bạn giống như mình vừa phân tích đó. Vậy thì cái gì nó là của bạn thì các bạn nhặt lấy hộ mình. Hôm nay cái đề bài thứ hai nó hơi rắc rối bởi vì là đến mãi đến sau này nó là vốn là một câu chuyện, thì mãi sau này mình mới tìm ra hai vấn đề này, thì các bạn thông cảm nhá. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Những ai mới biết đến kênh của mình thì các bạn ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh này, like và comment nhá. Và nếu các bạn nhìn thấy câu chuyện của các bạn ở đây mà các bạn thấy cảm thấy nó chưa rõ ràng, bởi vì thực ra nó là một cái trải bài chung, đây không phải là câu chuyện của các bạn được đó, đúng không ạ? Nó chỉ mang năng lượng gần giống với câu chuyện của các bạn thôi. Nếu các bạn đang có câu chuyện đó, các bạn cần xem chi tiết rõ ràng hơn, bởi vì chỉ có trả bài riêng thì nó mới là câu chuyện của các bạn, còn trả bài chung nó chỉ mang năng lượng chung thôi. Mình có đưa ra cái năng lượng chung thì tại vì mình rút kinh nghiệm được đó là một số người trả bài riêng với mình, đó nghĩa là họ luôn luôn có một cái kết rất là đẹp và họ cứ chờ, họ chờ mãi đến khi họ chờ mãi không được, họ tìm đến mình, thì mình thấy câu chuyện thì giống hệt nhưng kết quả thì nó khác nhau các bạn nhá. Đó, cho nên là từ đó mình rút kinh nghiệm, mình không đi sâu đến tận cùng của kết quả nữa. Mình chỉ dừng lại ở đây thôi, và mỗi người chúng ta tự tìm ra bài học cho chính mình. Còn nếu khi các bạn không thể tự tìm học được, các bạn có thể liên hệ với mình, tất cả cái thông tin mình đặt ở phần mô tả các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe, xin chào và hẹn gặp lại. Bây giờ chúng ta đến với trải bài số 3, 3150. Xin chào các bạn chọn trải bài số 3 với cái chủ đề đó là vì sao họ cư xử với bạn như vậy, vì sao họ đối xử với các bạn như vậy, thì mình sẽ check cái năng lượng, cái mối liên kết của các bạn nhé, trong thời điểm hiện tại hoặc là trong quá khứ, nghĩa là nó có một câu chuyện. Cái cách trả bài của mình bao giờ nó cũng là một câu chuyện có đầu và có cuối, bởi vì là bản thân tarot đã là một câu chuyện rồi các bạn nhé. Mình thấy có chất tình ở đây, và chất tình thì thường thường nó biểu hiện của một mối liên kết nhân quả các bạn nhé. Nhân quả ở đây đó là mình đã giải thích rất nhiều rồi, mình nói lại một lần nữa, nhân quả đó chính là khi chúng ta gieo ra một cái, chúng ta gieo ra cái hành động gì mà hành động này nó thường là về thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, thì chúng ta sẽ gặp lại một cái tương tự, nhưng không phải là tương tự mà nó có giống như thể là gì nhỉ? Nghĩa là cái giống như các bạn tưởng tượng như là đi vay lãi ấy, bao giờ thì chúng ta vay một có thể chúng ta phải trả lên 2, 3, 4, 5 đấy, kiểu như thế. Thì ở đây nhân quả nó chính là như vậy, thì cái mối quan hệ này khi xuất hiện chất tình thì bao giờ nó cũng là cái mối quan hệ của nhân quả, một cái thuộc về nhân quả và công lý đã được thực thi ở đây. Vậy thì chúng ta hãy cùng phân tích là cái nhân quả và công lý ở đây là gì các bạn nhá. Thì mình thấy thế này này,
các bạn đã có một tình yêu trong cái nào khác, các bạn yêu nhau bao lâu, tại thời điểm nào mình không biết, chỉ biết những ngày tháng đó vô cùng đẹp đẽ, ngôn tình lãng mạn say đắm trong cái nào khác nhá các bạn nhá. Thứ hai nữa là mình thấy ở đây có hai năng lượng chính, năng lượng của nước và năng lượng của đất. Nước thì ngọt ngào lãng mạn ngôn tình, đất thì rất ổn định chắc chắn đầy trách nhiệm bao dung. Các bạn là một chỗ ở khác, nghĩa là các bạn đã từng yêu nhau êm đềm say đắm thế này, các bạn đã hướng tới 10 ly, nghĩa là ngôi nhà và những đứa trẻ, nhưng có một khoảng cách giữa hai người là 5 xô và cuối cùng tạo nên một thế cục chân vàng của ba người. Và tại thời điểm này thì bạn đã vượt qua được tất cả mọi nỗi đau, bạn mang năng lượng của 9 xô, đó là một của người phụ nữ tự tin mạnh mẽ, tự tin này, độc lập này, hiểu giá trị của mình và bạn đang tận hưởng những ngày tháng bình yên của mình các bạn nhá. Đó, bạn là như vậy, bạn trong năng lượng đó. Bây giờ mình sẽ xem là tại sao họ cư xử với bạn như thế. Ở đây mình thấy rằng hai người có một khoảng cách nào đó, còn các bạn đã xa hay là vẫn đang tồn tại thì mình chưa thấy rõ, từ những cái bài sau mình thấy rõ được. Thì bây giờ câu hỏi chính đó là vì sao họ cư xử với bạn như vậy, vì sao họ hành đối xử với bạn như vậy nhá. Mình thấy ở đây kết tụ bài số 3 của mình đúng là số 3. Thế là mình luôn thấy có một cái mối quan hệ ba người ở đây các bạn ạ. Ba người. Và cái người yêu của các bạn ấy, bởi vì vì sao họ đối xử với bạn như vậy thì họ ở đây là đối là cái đối tượng đó. Thì mình thấy cái người này họ luôn tồn tại trong một mối quan hệ có chân vạc, đúng, mối quan hệ chân vạc, họ và hai người phụ nữ. Hai người phụ nữ thì ở đây thì mình thấy rằng có một người mang năng lượng của đại hai về thế, nghĩa là một người mang cái năng lượng của tâm linh. Cái người đã hai phái tinh tế nó thường biểu hiện thế này, cái hai phái tinh này biểu hiện này, một là con người này rất là thông uyên bác, thông tuệ, cực kỳ thông minh khéo léo. Con người này không dễ dàng để hiểu được đâu các bạn ạ. Thì hai phái tinh không bao giờ có thể để cho các bạn hiểu họ được cách dễ dàng. Họ thông tuệ, họ uyên bác, họ giống như là một người thoát ẩn thoát hiện, ngay lúc này họ thế này, ngay lúc khác họ thế khác, nhưng trên hết họ là con người của tâm linh. Mà bởi vì tất cả những cái sự khó hiểu đó chính là tâm linh mà thôi. Họ có một cái gì đó ẩn, bí ẩn, ma mị mà các bạn không thể hiểu được. Các bạn luôn bị cuốn hút bởi họ, bởi họ rất là dịu dàng. Đại học Predictive thường nói về một người rất dịu dàng, thông thái, uyên bác, và họ là người rất biết cách cư xử. Bởi các bạn phải hiểu rằng một người đọc sách hiểu nhiều, một người có một cái năng lượng của tâm linh thì họ bao giờ họ cũng là một người thấu hiểu lòng người, thấu tình đạt lý. Cho nên là họ cứ bạn, các bạn yêu họ, các bạn mê họ, các bạn không thể quên được họ là chính bởi cái năng lượng này, cái năng lượng của một sự thông thái, trí tuệ, thấu hiểu, thấu tình đạt lý ở đây các bạn nhá. Đó, còn một người là Queen of Wands. Một người là Queen of Wands có thể người đó còn trẻ, còn khá là xinh đẹp. Đấy, nghĩa là một người theo kiểu là Queen of Wands nó thường thường giống như là một cái mối quan hệ ràng buộc, mà giống như các bạn có một cái sức hút nào đó. Cái sức hút này có thể là tình yêu, có thể là trách nhiệm mà các bạn không thể dứt ra được. Thì mình thấy rằng các bạn đang ở trong 10 ly, các bạn đang có một gia đình rồi, gia đình khá là vui vẻ, nhưng các bạn chưa bao giờ thôi bão lòng cả. Cái lá bài của năm gậy mình hãy dùng nó là bão lòng. Các bạn đang mâu thuẫn, các bạn đang đấu tranh, đó là các bạn nên sống với trách nhiệm với 10 ly, hay là các bạn cứ tồn tại trong một cái mối quan hệ, mối liên kết mà bạn không thể nào dứt ra được với cái nàng The High Priestess này các bạn nhá. Đó, thì mình thấy cái năng lượng của các bạn chính là vì sao các bạn họ cư xử với bạn như vậy, thì mình thấy là như vậy. Mình vẫn chưa thấy rõ ràng, mình chỉ thấy cái năng lượng của họ thôi. Bây giờ vẫn là câu hỏi vì sao họ cư xử với bạn như vậy. Ở đây mình thấy hai kiếm, The Fool. Ở đây mình thấy một câu chuyện đó là, để từ từ đã, mình thấy một câu chuyện rất giống với một trải bài riêng của mình hôm qua. Những người mà trải bài riêng với mình cuối cùng câu chuyện của họ hay lên trong trải bài chung của mình lắm. Cái tụ bài số 3 là dành riêng cho những người đang ở trong một mối quan hệ ba người. Và cái lực lượng này trải bài riêng với mình rất là đông. Bởi vì thực ra thì cái mối quan hệ ba người chưa bao giờ mình cho nó là xấu cả các bạn ạ. Khi chúng ta không hiểu vấn đề chúng ta cho là xấu, còn khi chúng ta hiểu vấn đề các bạn phải hiểu một điều, tại sao giữa bạn vạn người các bạn không yêu ai lại yêu người đó, giữa bạn vạn người các bạn không bị dính mắc với ai lại dính mắc bởi người đó, giữa bạn vạn người các bạn không thể đau khổ vì ai mà lại đau khổ vì người đó. Tất cả nó đều có nguyên do, và chúng ta cần tìm ra nguyên do đó thì chúng ta giải quyết vấn đề, chứ không phải là chúng ta chạy trốn, chúng ta mặc kệ nó, đúng không? Thì mình
mình thấy ở đây thế này này, có một người ở đây là các bạn, đối tượng nghe là ai thì các bạn đổi chiều, ví dụ bạn là nữ nghe thì đối phương là nam và các bạn đang ở trong gia đình, còn nam nghe thì đối phương là nữ các bạn đang ở trong gia đình, hoặc là các bạn nghe nhưng đó là câu chuyện đối phương của bạn. Thì mình thấy đây này, cái người đó, cái người đối phương của các bạn, hoặc là bạn đang, nghĩa là bây giờ mình nói một chiều thôi, ở đây là họ thì đó là đối phương của các bạn, hoặc chính bạn đó, đối phương các bạn đang ở trong gia đình, đang có một 10 ly này. 10 ly này đấy là những ngày tháng ngọt ngào, đấy nghĩa là bản thân nó cũng đã hạnh phúc rồi, chỉ có điều là bạn không có cái tâm trạng để bạn hưởng cái hạnh phúc đó thôi, bởi vì bạn luôn mang năng lượng của hai kiếm cho bạn so đo, bạn so nghĩ rất là nhiều, bạn so nghĩ đó là bạn nên khởi đầu lại, bạn có nên làm lại từ đầu hay không, sống thật với lòng mình hay không, hay là bạn phải sống với trách nhiệm của King of Pentacles này. King of Pentacles thường là một người mình đã phân tích khá nhiều ở tụ bài số nhất và số 2, thứ nhất và thứ hai, đó chính là King of Pentacles là một người đàn ông rất có trách nhiệm, vững vàng, một người mà mình thấy có cái sự ổn định thực tế, một người có một cái sự kiềm chế rất tốt, rất biết mình muốn gì, hiểu mình muốn gì, và một người không bao giờ làm trái với đạo lý, chính là King of Pentacles. Họ đủ cái bản lĩnh để họ kiểm soát tất cả những cái thân ý nghiệp của mình các bạn nhé, chính là King of Pentacles. Họ làm điều gì thì họ cũng nghĩ trước khi họ làm, họ nghĩ những kết quả đó, họ là người như vậy. Thì mình thấy rằng người này họ đang sống trong 10 ly, trong ngôi nhà và những đứa trẻ, nhưng họ lại nhớ về một người khác, đó là Empress. Empress là lá bài của nữ thần tình yêu và sắc đẹp trong Hy Lạp. Cho nên đây là một cái người nào đó, nếu như bạn nghe mà đây là câu chuyện đối phương của các bạn, thì đọc cái nhân vật này, Empress này chính là bạn. Bạn chính là tình yêu của người đó, là tất cả cuộc sống của người đó. Và người đó dù bây giờ họ ở trong 10 ly này thì họ vẫn cứ nghĩ về bạn, trong cái night of Pentacle. Họ vẫn nhớ những ngày tháng êm đềm hạnh phúc ở bên nhau. Họ vẫn mong một ngày có thể làm lại và lặp lại với bạn các bạn nhá. Đó, mình thấy cái năng lượng đó là như vậy. Bây giờ mình và sẽ cũng sẽ thêm tiếp đó là tại sao họ đối xử và hành động với bạn như vậy. Cái lý do ở đây rất rõ ràng mà mình đã tìm thấy, đó là người này họ đã từ bỏ bạn ra đi. Nếu không phải là họ từ bỏ thì bạn từ bỏ, một trong hai người đã từ bỏ. Mà cái sự từ bỏ này nó mang một cái tính chất, đó là các bạn cảm thấy có một lý do nào đó các bạn không nên tồn tại trong mối quan hệ này nữa, hoặc các bạn không thể vượt qua được, và cuối cùng các bạn kết thúc nó. Cái lá bài của tám cốc vẽ hình một người đàn ông lầm lũi đi trong đêm, trao tất cả những cái gì mình đã có. Có nghĩa là cái tám cốc nó đại diện cho một hạnh phúc, cho một đủ đầy, cho một trọn vẹn, nhưng mà vì một lý do nào đó thì bạn đành dứt bỏ ra đi, chứ không phải là bạn không thích nữa, bạn chán mà bạn đi nhá, và bạn đã cố tình kết thúc nó. Mình thấy từ ngày bạn kết thúc ấy thì mình thấy bạn có cái năng lượng xu hướng là bạn cố tình bạn gạt cái mối quan hệ đó, cái năng lượng của cái mối tình đó ra khỏi người bạn bằng lá bài của 4 cốc và 4 xu. Nhưng mình thấy rằng bạn càng cố thì bạn càng đau, bạn càng cố thì bạn càng nhớ, bạn càng cố thì bạn càng mệt mỏi trong lá bài của 5 xu, 3 kiếm và 9 gậy. Đến đây lá bài bánh xe số phận xuất hiện thì câu trả lời đã có rồi. Tại sao họ đối xử với bạn như vậy, họ hành động với bạn như vậy? Thì cái đối xử và hành động này chính là sự dằn vặt, chính là tình yêu không nguôi, nỗi nhớ không nguôi của người đó. Và đây lá bài của chớp tịt, lần đầu tiên khi mình trả cái trả bài tụ bài thứ 3 này, mình đã nói có một cái liên kết nhân quả ở đây, thì nhân quả chính là vũ trụ xuất hiện bắt các bạn thực thi công lý. Đó là khi các bạn yêu một người mà các bạn không dám sống với tình yêu đó, các bạn cố tình chối bỏ vì một khó khăn nào đó, thì cái bạn nhận được ở đây đó chính là một sự dằn vặt suốt đời vì cái sự theo kiểu là cái việc làm của các bạn. Có nghĩa là cái mối quan hệ của các bạn là do vũ trụ sắp đặt, nhưng các bạn vì khó khăn, vì cách trở nào đó, các bạn đã không dám vượt qua nó. Và cái lý do tại sao họ cư xử với bạn, nghĩa là họ vẫn cứ còn yêu bạn, họ vẫn muốn nối lại với bạn, bởi vì họ dằn vặt, họ nhớ nhung, họ nhận ra rằng bạn mới chính là tình yêu thực sự của họ. Họ muốn được sống lại với tình yêu đó, họ muốn làm lại từ đầu, họ muốn chuộc lỗi các bạn nhá. Đó thì cái nội dung của chúng ta chính là như vậy. Và mình thấy này này, hôm trước có một số bạn comment đó là các bạn muốn nghe về người mới nhưng mà lại cứ thấy năng lượng của người cũ, thì có thể là các bạn chưa giải quyết xong. Đấy, các bạn phải nhớ cho mình tại sao các bạn muốn năng lượng về người mới, các bạn cứ bắt phải tụ bài của người cũ, đó là bởi vì cái năng lượng này chưa xong, chưa giải quyết xong cho các bạn được. Vậy thì câu chuyện ở đây đó chính là tại sao, nếu như một là khi bạn nghe tụ bài này sẽ có 2-3 câu chuyện xảy ra. Một là có một người cũ họ đang muốn nối lại với bạn, thì cái trả bài này, tụ bài này trả lời cho bạn câu hỏi đó tại sao họ muốn nối lại với bạn. Hai là họ vẫn còn nhớ bạn. Đấy, họ nhớ bạn, họ không quên được bạn, thì đây cũng là câu trả lời. Ba là tại sao bạn cứ mơ thấy họ, bạn cứ cảm thấy luẩn quẩn với họ, đây cũng là câu trả lời các bạn nhá. Vậy thì ở đây như thế này,
theo bí quyết kinh nghiệm của mình thôi. Nó là một ý chủ quan của các mình, của mình các bạn nghe hay không đó là tùy các bạn. Trước đây mình cũng gặp cái mối quan hệ này đó và mình bị nó lôi kéo lại rất là nhiều. Nhưng sau đó một lần mình nghe trong tarot, kênh trong tarot thì trong tarot nói với mình rằng cái mối quan hệ liên kết đặc biệt ở trong Palem á, thì khi mà cái người đó họ giống là họ trốn khỏi cái mối quan hệ này rồi, họ theo kiểu là họ trốn chạy khỏi mối quan hệ này, và bạn đã làm đúng cái sứ mệnh, vai trò của cái sứ mệnh này, đó chính là bạn đạt đến tình yêu bản thân. Và khi bạn đạt cái năng lượng đó rồi thì bạn có thể xin vũ trụ cắt cái năng lượng này. Thì mình khi mà mình đạt được tình yêu bản thân, mình không còn bị mối quan hệ ràng buộc nữa, nhưng mình vẫn cảm nhận được họ, thì mình xin với vũ trụ đó là tất cả những gì vũ trụ giao cho con ở kiếp sống này, đó là con cần phải hoàn thiện phát triển bản thân để thực hiện sứ mệnh tâm linh. Con xin lĩnh nhận tất cả cái điều đó, và không cần có họ, con vẫn có thể học được cái bài học của chính con. Và con xin vũ trụ cho con cắt đi cái mối quan hệ này, và từ đó trở đi mình thanh thản với mối quan hệ này. Đương nhiên họ là chung flame của các bạn. Ở đây mình đang nói đến cái mối quan hệ là mình là chung flame, chứ mình không nói là tụ bài số 3 là chung flame nhá. Thì mình nói không chuyện này để những ai mà trong cái mối quan hệ chung flame các bạn có duyên, các bạn nghe được thì các bạn sẽ có cách giải quyết. Đó chính là khi mà chúng ta đã hoàn thành cái công việc của chúng ta, bởi vì là cái mối quan hệ chung lên chỉ đơn giản đó là vũ trụ kết nối hai người lại để người đó họ thực hiện một sứ mệnh để phát triển tâm linh cho các bạn, thức tỉnh tâm linh cho các bạn. Và để khi các bạn nhận xong bài học này rồi mà các bạn không muốn nhận học nữa, các bạn tự học được bài học này hoặc với người khác, các bạn có thể xin vũ trụ điều đó. Và mình đã làm được cái điều đấy. Bây giờ thì mình vẫn cảm nhận được họ, nhưng nó ít đi rất là nhiều, bởi vì mình đã rút ra khỏi cái mối quan hệ đấy. Nó không thể cắt được hoàn toàn, nhưng nó có thể nhạt đi nếu như bạn không quan tâm đến họ nhiều nữa. Thì đó là câu chuyện, tất cả câu chuyện của mình. Và cái mối tình tụ bài số 3 mình luôn thấy nó là một mối liên kết đặc biệt. Mình dùng cái từ mối liên kết đặc biệt thôi, mình không dùng nó là mối liên kết chết gì cả. Còn mình thấy những người nào mà có năng lượng tâm linh cao thì thường thường các bạn là chung flame. Còn các bạn biết vì sao lại là chung flame thì các bạn biết rồi đấy. Bản thân chúng ta khi chung flame ấy, theo thần thoại Hy Lạp trước đây là một thường là vốn là hai đầu, bốn tay và bốn chân. Khi đó sức mạnh của con người rất là mạnh, thì nó đang rất mới nghĩ rằng là nếu như cứ để con người phát triển mạnh như thế thì họ sẽ lấn át quyền lực của thần linh, và vũ trụ mới tách đôi họ ra. Thì đó, linh hồn trong sinh chính là như vậy. Và bây giờ tại sao cái thế kỷ này, cái năm 2020 là nói riêng, và cả cái thế kỷ này nói chung, cái thời gian này nói chung, các bạn hay gặp các mối quan hệ chung với em chỉ vì đơn giản là trái đất của chúng ta đang có sự chuyển hóa để bước sang một thời kỳ mới. Và lúc đó rất nhiều cái năng lượng chung với em gặp nhau để thức tỉnh tâm linh cho nhau, để cùng với lại trái đất, cùng với vũ trụ để thực hiện cái nâng tầm trái đất. Đó là vì lý do vì sao mà các bạn được gặp nhau, các chung với em được gặp nhau. Nhưng cái việc gặp nhau này chỉ mang cái mục đích chính là thức tỉnh tâm linh và phát triển tâm linh thôi. Còn cái việc mà được ở cạnh nhau rồi sinh ra cái đứa con cầu vồng thì xin thưa các bạn, trong 7-8 tỷ người trên thế giới chỉ có 1-2 cặp đó thôi, và thường dành có những cái mối vô liên kết vô cùng đặc biệt và mang một năng lượng mạnh về tâm linh thì họ mới có thể như thế. Còn chúng ta những người bình thường thì chúng em gặp chỉ để thức tỉnh và phát triển tâm linh cho chúng ta thôi các bạn nhá. Nhưng những ai ở đây mình không nói tụ bài số 3 là tụ bài của chúng em, nhưng mà nếu các bạn có cái năng lượng đó thì các bạn phải hiểu sứ mệnh của mình là gì và tập trung cho cái sứ mệnh đó, thay vì các bạn chỉ cả ngày các bạn chỉ nghĩ đến chuyện tình yêu với họ thôi nhá. Thì đó là tất cả những gì mình theo kiểu là mình ngộ ra được từ những trải nghiệm của mình thôi. Nó không phải là chân lý. Mình nói cho các bạn biết, mình không đưa chân lý ra ở đây. Không có cái gì là chân lý ở đây cả. Đối với mình là như vậy. Chân lý hôm nay thì đến ngày mai sẽ khác. Đó, mỗi một người có một quan điểm. Đừng mang chân lý ra để bao biện cho tất cả những cái lời nói của mình. Mình không nói chân lý ở đây. Mình chỉ nói cái ngộ của mình và trải nghiệm của mình thôi. Và nếu như các bạn cảm thấy cần thiết thì các bạn có thể vận dụng nó. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. À quên, những ai mới biết đến kênh của Quỳnh Lê, các bạn ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh, để lại like và comment nhé. Mình rất vui khi nhận được những comment của các bạn và đếm số like của các bạn. Còn nếu như các bạn muốn liên hệ với mình để chia sẻ câu chuyện, để trả bài riêng với mình, thì các bạn có thể liên hệ. Tất cả những thông tin và Zalo, Facebook mình đều đặt ở phần mô tả cả các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.